Xin chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế được phát trên báo Nghệ An điện tử. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý vị khán giả một năm mới an lành, hạnh phúc, gặp nhiều thành công và may mắn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt để lắng nghe những dự báo của ông về tình hình thế giới, khu vực và đặc biệt là Việt Nam trong năm 2017 này. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an trân trọng cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình thưa ông câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi xin phép được dành cho ông đó là uh, ông có thể dự báo vài nét sơ lược về tình hình kinh tế thế giới trong năm 2017 này được không ạ tôi cho rằng trong năm 2017 có ba nhân tố tác động lớn đến thế giới thứ nhất và là quan trọng nhất để đây chính sách cả đối nội và đối ngoài của tổng thống trump tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Mà chính thức từ ngày 20 tháng 9 năm 17. Ông luôn trăm tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế thì trong quá trình tranh cử tổng thống Donald Trump cũng là nói rõ ràng rằng cái ưu tiên hàng đầu cái mục tiêu tối thường của tổng thống Donald Trump trong 4 năm ông cầm quyền là khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ mà để khôi phục lại vị đại của nước Mỹ, ông ta triển khai một loạt chính sách đối nội đối ngoại mới. Khác hẳn với người tiền nhiệm Tổng thống Obama. Riêng mặt kinh tế, đó, thì Tổng thống Trump nói rằng, ông ta sẽ tập trung vào nền khôi phục sản xuất của Hoa Kỳ. Ông ta khuyến khích các tập đoàn, các tổng công ty Hoa Kỳ ở nước ngoài hãy quay về đầu tư nước Mỹ tạo ra công an việc làm cho người lao động có thể nói ông ta có một khuynh hướng của chủ nghĩa bảo hộ mầu dịch và đi ngược lại trao lưu tự do thương mại thế giới chính cái điều này mà suốt 4 năm tháng của năm 16 và đầu năm 17 này cả thế giới có thể điện thở đứng xem chính sách kinh tế của ông Trump đi đâu. Nếu mà Tổng thống ông Trump mà thực hiện đầy đủ cam kết trong một đánh cử thì chắc chắn nền kinh tế thế giới sẽ có một cái bước chuyển rất đặc biệt. Đối với trong nước, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện chính sách tài chính hết sức linh hoạt. Ông ta sẽ cho phép phép sẽ sử dụng cái lãi suất linh hoạt để kích thích tăng trưởng kinh tế. Và nếu ông ta thực hiện cái cam kết là giảm thuế, giảm thuế thu nhập của người dân, giảm thuế doanh nghiệp, thì rõ ràng một cái sức sống mới có nền kinh tế Mỹ. Đây là nhân tố thứ nhất của ông Donald Trump thực hiện. Nhân tố thứ hai về tính đến là cái Brexit. Mặc dù vì nước Anh rời khỏi châu Âu muộn nhất, sớm nhất là 30 tháng 3 năm 2019. Vì Thủ tướng Anh may có nói rằng Anh sẽ tận dụng tối đa cái điều 50 của Hiệp Lisbon cho phép khi một quốc gia có đơn xin ra khỏi châu Âu thì thời gian sương thảo của gia ấy về đến châu Âu, kéo dài 2 năm. Và tại hội nghị hàng năm của đảng bảo thủ đầu tháng 10 vừa rồi, và May tuyên bố là bà sẽ kích hoạt cái điều 50 hiệp Lisbon vào 30 tháng 3 năm 27. Có nghĩa là nước Anh còn ra khỏi châu Âu thì sớm nhất cùng 31 tháng 3 năm 19. Nhưng cái năm 17 nó bắt đầu thương thảo. Và riêng người chuyện thương thảo để Anh ra khỏi châu Âu cũng là tạc lòng rất là kinh tế châu Âu rồi. Thì về kinh tế là nhân tố thứ hai. Nhân tố thứ ba là giải dầu mỏ. Cái đông năm 16 có những tín hiệu mà nó sẽ tác động năm 17. Đây là OPEC lần đầu tiên đã thỏa thuận giảm cái sản lượng dầu sản xuất. Nga là nước ngoài OPEC sản xuất mỗi năm một ngày 3 triệu thùng và cùng với một số nước khác cùng thống nhất cắt giảm cái sản lượng dầu của Nga. Và cái điều này diễn ra tháng 10 tháng 11 tháng 12 vừa rồi nhưng chắc chắn sẽ đem lại kết quả trong năm 2017 này. Có nghĩa cái nhân tổ thứ ba tác dụng nhân tổ kinh tế thế giới là có thể giá dầu không còn xuống thấp hơn nữa. Tối thiểu cũng nằm ngang như hiện nay. thì còn lên cao thì khó. Nhưng mà tôi tin rằng giá dầu không thể xuống dưới 40 đô la được. Thì là, đây là ba nhân tố tạc động đến cái nền kinh tế toàn cầu. Từ những cái nhân tổ tác động như vậy thì chúng ta có thể để được cái dự báo tổng quát thế này. Cái 2007 đến cái thế giới đang có lại chờ đợi. Và nếu như có biến đổi lớn phải bắt đầu từ năm 18 19. Khi ấy các chính sách kinh tế của Hoa Kỳ dưới tổng thống là Donald Trump mới phát quy tác dụng đến toàn cầu. Vâng, vậy thì uh, trên vũ đài chính trị và an ninh thế giới, nổi lên là hai mối quan hệ Mỹ-EU xuyên Đại Tây Dương và uh, tam giác Mỹ-Nhật Hàn chuyên châu Á-Thái Bình Dương. Ông có nhận xét như thế nào về hai mối quan hệ này? À, trong quá trình tranh cử, suốt từ tháng 7, tháng 56 đến tháng 11, năm 16, thì trong các diễn đàn và ba lần tranh cử truyền, truyền hình và hàng chục lần, thậm chí trăm lần phát biểu chỗ này chỗ kia, ứng cử viên Donald Trump đã tuyên bố một cách công khai còn ông Trump nói rằng là cái tổ chức hiệp định Bắc Đại tiến Dương NATO là tổ chức lỗi thời rồi. Và 28 năm châu chỉ lời dùng cái hào phóng của nước Mỹ thôi ạ. À. Và từ nay về sau Mỹ sẽ không bảo vệ không công an ninh không có cái cả, cả. Cả nước châu muốn mì được được Mỹ bảo vệ dứt khoát phải chi tiền ra. Để tìm hiểu rất rõ ràng. Và cái điều này làm 28 nó cho lo lắng. Cái tháng 12 vừa rồi 28 nó cho đề họp một họp riêng. Để bàn xây một cái quỹ đầu tiên của của châu Âu quỹ là hỗ trợ phát triển quốc phòng của 28 của châu. Hiện nay chưa có quân đội của 28 của châu riêng. Nhưng từ tuyên bố của Tổng thống đắc 400 người châu Âu đã bắt đầu phải lo rồi. Bắt đầu họ là một quỹ dự phòng đầu tư cho quốc phòng riêng châu âu rồi họ là tính toán đến cái chuyện là có cái bộ chỉ huy châu âu riêng thậm chí có lực lượng châu âu riêng nhưng mà chưa hình thành đối với nhật bản và hàn quốc hai đồng minh quan trọng nhất ở khu vực trạm thế giới này thì tổng thống donald trump cũng đã tuyên bố công khai rằng là nhật bản và hàn quốc không làm tròn trách nhiệm trong việc hỗ trợ tài chính cho hệ thống quân mỹ và thiết bị quân sự của mỹ đồng tay Nhật Bản và Hàn Quốc để bảo vệ an ninh cho Hàn Quốc. Và Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng tuyên bố rằng yêu cầu Nhật Bản và Hàn Quốc phải chi thêm ngân sách quốc phòng để đảm đương kỳ hoạt động hậu cần cho quân đội Mỹ ở hai đường này. Vì thế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải vội vàng bay sang Washington để gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump đã. Trước khi ông ta nhận, nhận nhiệm vụ vào 20 tháng, tháng năm 17, Chẳng cái mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với châu Âu, xuyên Thái Bình Dương với Mỹ Nhật là rung chuyển. Có thể là cái tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump là làm cho các đồng minh bạn bè lo lắng. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như lo quá xa thì cũng không nên. Cái liên minh, cho, liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương NATO không bao giờ tan vỡ đấy ạ. À. Nếu liên minh quân sự xuyên đại tây dương nato mà tan vỡ thì không còn là hoa kỳ nữa mà nên nhờ được giới tinh hoa trong hai đảng dân chủ cộng hòa sẽ không cho phép ông donald trump làm cho nato tan rỡ giới tinh hoa trong đảng dân chủ cộng hòa cũng cho phép ông ta bỏ rơi châu âu đây là cái vạch đỏ nói gì thì nói ông donald trump không thể vượt qua được trên cái năm 17 này có thể nói là cái quan hệ giữa hai bên bờ đại tây dương hoa kỳ với liên minh châu âu nó có cái trục trặc nhưng mà liên minh quân sự ở khu vực xuyên đại tây dương này nato này vẫn còn chỉ có điều chắc chắn là tổng thống thứ 45 mươi yêu cầu hai mươi tám năm châu phải bỏ ra nhiều tiền hơn chi tiêu quốc phòng nhiều hơn để góp phần giảm bớt cái nguồn tài chính khổng lồ của Mỹ ở đây. À, vâng thưa ông vậy còn những uh, vấn đề khác mà vẫn được ví như là những chảo lửa của thế giới uh, chẳng hạn như là các điểm nóng về uh, cuộc chiến chống IS hay là cuộc chiến chống Al Qaeda hoặc là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hoặc là thỏa thuận Iran với cả nhóm P5 cộng ừ. thì sẽ đi về đâu trong năm 2017? Đối với cái điểm đóng thì rõ ràng quan điểm của Tổng thống Donald Trump nó khác với người tiền nhiệm thứ nhất không biết từ hai từ hai mươi tháng giêng năm mười bảy khi làm chủ nhà trắng thì tổng thống thứ bốn mươi của hoa kỳ sẽ điều chỉnh quan hệ với nga như thế nào nhưng trong quá trình tranh cử thì tổng thống donald trump đã tuyên bố công khai rằng tôi sẽ hợp tác với ông putin để giải quyết cuộc xung đột syri đây thứ nhất như vậy là khác với người tiền nhiệm Cái điều thứ hai tôi cho rằng tín hiệu hoàn toàn mới Nó có thể giữ được ý quan tâm Quan điểm Tổng thống Mỹ đúng chẳng nói thế này, này. Tại Syri Tôi ưu tiên tập trung để chống IS Là số 1 Vấn đề loài bỏ chính quyền Massage là số 2 Không giải quyết được cái Cuộc kiến chống IS Ở Syria thì đừng nói khôi phục lại hòa bình Trung Đông. Và trên phương diện chiến lược chính trị toàn cầu thì tôi cho cái nhận thức là hoàn toàn đúng. Mà nhận thức này phù hợp với quan điểm của Nga. Quan điểm của Donald Trump là gì? Tập trung mọi lực lượng để chống nghe trước. Sau đấy mới tính đến cái chuyện vai trò vị trí của tổng của chính quyền vai hạ xã. Đây là cái mới. Cái mới của chính quyền thì tổng thống Donald Trump nhưng ở Trung Đông có hai cái khác so với người người tiền nhiệm. Cái khác thứ nhất, cái mâu thuẫn thâm căn của đề Trung Đông là mâu thuẫn Israel và Palestine. Đã gần 70 năm rồi. Cái mâu thuẫn này nó trầm lắng suốt cả 70 năm rồi. Thì quan điểm của ông Trump này khác của ông Obama và những người tiền nhiệm có vẻ như ông thiên về ủng hộ Israel thậm chí ông ta phát biểu rằng Jerusalem là thủ đô của Israel. Và chúng ta nhớ rằng Thủ tướng Israel, Netanyahu -E đã có một cái điện đàm với thái độ rất phấn khởi. Nói rằng cái thời kỳ thịnh vượng phát triển quan hệ giữa quốc Israel đã được khôi phục trở lại. Nhưng mà chính quyền cái vấn đề cái quan hệ lâu đời Israel Palestine là khác với người tiền nhiệm. Cái vấn đề thứ ba khác là đối với cái thỏa thuận với năm cộng 1 với chương trình hạt nhân của Iran. Thì thái độ của tổng thống Donald Trump khác người tiền nhiệm. Tôi cho rằng tổng thống Obama đã ghi vào lịch sử nước Mỹ một cái nốt son. Đạt được cái thỏa thuận với năm Iran là một nốt son. Là một thành tựu tôi cho rằng là thành tựu tích cực của tổng trong 8 năm cầm quyền tổng thống Obama. Nhưng nếu tổng thống Donald Trump mà xem xét lại cái thỏa thuận này mà làm cho thỏa thuận đi chạy hướng thì tôi cho sẽ dẫn đến một cái hậu quả khôn lường ở Trung Đông. Nếu như ông ta thực hiện chính sách như ông ta nói trong quá trình tranh cử thì rõ ràng quan hệ Mỹ với Iran sẽ phát triển tới hướng xấu hơn nhiều. Đây là ba kỳ điểm nóng khu vực mà so với người tiền nhiệm đấu Trump là khác. Trong việc khả cái có cái tích cực, có cái tôi cho cần phải xem xét. Đối với này, vấn đề hành nhân mà đầu tiên là một cái vấn đề mà khá khó giải quyết. Tổng thống Donald Trump với thái độ kiên quyết phải buộc Triều Tiên phải giải trừ buộc hạt nhân Nhưng thực ra thì vấn đề Triều Tiên là vấn đề tôi cho rằng đây là vấn đề khó khăn nhất trên hành tinh của thị kỷ hiếm một này. Không có cái điểm nóng nào phức tạp, khó giải quyết như vấn đề chứng điện nhất Triều Tiên. Tất cả những điểm nóng thế giới này, kể cả cuộc xung đột miền đông Ukraine, kể cả Syria, kể cả Iraq, kể cả Libya, kể cả Yemen, kể cả P5 còn bởi Iran. Tôi cho rằng cái Chương trình hạt nhân của bạn đầu tiên là vấn đề khó khăn nhất Khó giải quyết nhất Rắc rối nhất, lâu dài nhất Trong tất cả những thế giới này Và năm 17 thì sẽ không có chuyển động gì theo một tích cực cả Có thể nói như vậy à, Vâng, đề nghị Thiếu tướng dự báo về xu hướng phát triển Của hai mối quan hệ nước lớn Đó là Mỹ-Trung và Mỹ-Nga trong thời gian tới ừ. Đúng là thế giới đang ừ. Theo dõi Dự đoán Xem cái mối quan hệ giữa Mỹ với Nga Mỹ-Trung Quốc nó chuyển động theo hướng nào vì suy cho cùng cái tình hình thế giới nó là ổn định hay nó căng thẳng hay nó bất ổn nó hòa bình hay là chiến tranh lành tất cả đều xuất phát từ cái biến động thắng dạng của hai mối quan hệ mỹ nga và mỹ trung nói cho cùng đến hành tinh này mỹ nga và trung quốc có vai trò chi phối cái tiến trình phát triển của thế giới về chính trị và an ninh có thể nói như vậy trên việc đồng chí nêu ra bình luận hai mối quan hệ mỹ với nga về đúng quốc là hoàn toàn đúng đắn nếu như theo cái tuyên bố trong mặt tranh cử thì dư luận cho rằng có khả năng bốn năm tới đây quan hệ nga với hoa kỳ sẽ được cải thiện thậm chí là có người bảo là khôi phục nhanh chóng khôi phục nhưng mà tôi thì nghỉ hơi khác Từ khi chúng ta phải thấy thế này này Vào những năm cuối cùng Trong nhiệm cái hai của Tổng thống Obama Vào năm 15, 16 Đặc biệt năm 16 này Thì quan hệ Nga mì đã xuống mức thấp nhất rồi Ngày 3 tháng 10 năm 2016 Tổng thống Putin đặt ký cái xác luật Đình chỉ cái thỏa thuận với Hoa Kỳ việc xử lý 30 tấn 34 tấn plutonium được làm giàu cấp độ vũ khí nguyên tử. 34 tấn plutonium này là có khả năng làm ra được 17.000 quả bom nguyên tử. Đây là thỏa thuận Nga Mỹ năm 2000. dượt Phó Tổng thống Ango ký với Thủ tướng Medvedev năm 2000. 2010, Ngoại trưởng Lavrov là ký với Ngoại trưởng Hamilton, Chính thức hai bên cùng xử lý cái 34 tấn plutonium dư thừa này bởi vì cái số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga nó còn không khó là thừa sức hủy diệt 10 lần hành tinh rồi không cần nữa thì sau khi hai bên kỷ năm 2000 chính thức 2010 giữa Lavrov và Clinton thì ban cái biện pháp làm, làm thế nào xử lý 34 tấn plutonium ở cái nồng độ đồ cao là bóng người từ này được thì các nhà khoa học cuối cùng là tìm ra mà giải pháp là cho plutonium ở nồng độ cao này có khả năng làm bóng nguyên tử vào các cái lò phản ứng nước trong nhanh để truyền thành các nguyên liệu cho vào các cái nhà máy điện nguyên tử hai bên thỏa thuận như vậy sau thỏa thuận như vậy thì nga đã xây dựng mấy cái tổ hợp lò phản ứng nước trong nhanh để chuẩn bị cho cái plutonium vào đây để xử lý trong khi ấy, ở Mỹ không có công nghệ này. Năm 2013 ở Mỹ đã mua một dây chuyền công nghệ của Pháp. Các cái lò phản ứng nước trong nhanh để xử lý phương hôm. Triển khai năm 2014. Đến cuối năm 2015 thì dừng lại. Và như vậy là Mỹ không thực hiện gắp kết. Ngày 3 tháng 10 năm 16 vừa rồi Tổng thống Putin tuyên bố là dừng lại. Chính cái quyết định này đã đẩy quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp nhất có thể này những năm tháng cuối cùng dòng tổng quan hệ nga mỹ cần kề một cuộc chiến tranh lạnh chúng tôi cho rằng năm 2016 là một năm mà quan hệ nga mỹ thấp nhất không thể thấp hơn được nữa tôi không không căn cứ và cam kết cũng luôn trong quá trình tranh cử nữa ứng ừ, viên luôn Trong là ba lần khen ông putin ạ à. người duy nhất mà ứng viên Donald Trump khen là ông Hèm tin. Tôi biết là ba lần ông khen Khen công khai trực dưới luận Mỹ đó Donald Trump nói là ông tin là một con người Có trí tuệ Quyết đoán và cương quyết Thì cái mặt này về phong cách gần giống Donald Trump Nhưng mà ai để nghĩ rằng là trong cái năm 17 này Quan hệ Mỹ-Nga sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường quả thì không có có thể nói năm 17 này và 4 năm tới đó, quan hệ Mỹ với Nga không thấp hơn năm 16 chắc chắn rồi. Tối thiểu cũng đi ngang sẽ nhích lên từng bước một. Đối với Trung Quốc tôi cho rằng đối với Trung Quốc là một ẩn số. Ngay dư luận Trung Quốc cũng có nhiều chiều lắm. Ở Trung Quốc còn một phần nói rằng ông Donald chăm làm tổng thống là một cơ hội cho Trung Quốc. Ngược lại cũng có người cho rằng Donald Trump là thách thức lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Còn một trường phải trung dung thứ ba là không có gì phải lo cả. Cuối cùng Donald Trump vẫn phải đi vào quỹ đạo của Obama thôi. Đây là quan điểm của chính giới Trung Quốc, chân ý của Trung Quốc. Tôi cho rằng quan hệ Mỹ với Trung Quốc là một ảnh số lớn nhất, khó đoán định nhất. Có thể trên hai phương diện, Chứ mà nhìn kinh tế Thì tôi tin rằng 4 năm cầm quyền sắp tới đây của ông Trump Quan hệ kinh tế Mỹ với Trung Quốc sẽ căng thẳng Có xảy ra cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ không còn phải xem Nhưng theo cái hiểu biết của tôi đó, Ông Trump rất bất bình về Trung Quốc Về trong việc quan hệ kinh tế Đã hàng trăm lần ông Trump đã phê phản Trung Quốc gây gắt Ở Trung Quốc là bán phá ra hàng hóa để phá vỡ nền sản xuất của Mỹ. Trung Quốc đã hạ giá cái đồng tiền tệ 50% để chiếm ưu thế trong xuất khẩu, làm ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và các nước khác. Đấy cho là tin tật Trung Quốc này. Chúng tôi chắc chắn trong 4 năm cầm quyền năm 17 bắt đầu nó khởi đầu, quan hệ Trung Mỹ với Trung Quốc về kinh tế sẽ căng thẳng. Sẽ sẽ căng thẳng. Và muốn hay không muốn thì ở mức độ nào đấy Trung Quốc cũng phải nhân nhường Mỹ về kinh tế. Nhưng Họ không nhân nhường không ạ để được mì để được Trung Quốc nhân nhường về kinh tế thì chắc chắn Trung Quốc cũng phải ép mì nhẫn nhường Trung Quốc về những vấn đề chính trị vấn đến khu vực. Vâng, trân trọng cảm ơn thiếu tướng đã tham gia chương trình. Thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.